Đi làm không ạ? Mà ông lấy đâu những cái chậu này, không mà kiếm cho mấy cây? Bao giờ cây này bao tiền không? Cái này mua bao, cái chậu này mua ở đâu không? Ở đâu? Mua bên trong Anh cơ đây. À đây. Ha lắm, mua tận gọi là gì nhỉ? Nhưng mà con có mà mua. Bên đấy nó còn, nhà Hà Nội không còn nữa. Ừ. Cái chân hay nhỉ, chân quỳ hay. Cái giờ cái cây đấy là bao nhiêu tiền không? Cái si đấy. 4 triệu. Cả cây cả chậu. Cây này của ông thì bao nhiêu? 10 triệu. Đấy, được cả cái bể khánh này. Bể khánh cũ cũ rồi. Còn cây cái là móng nhá. 4 triệu. Đấy à? Bảo là vội quá lại phải chạy đi tí. Alo. Vâng, anh à, gì đấy? Em nó ra nơi đâu? Đây có đi không? Anh nếu mà thế à, em cũng bây giờ mới ở Hà Đông đi. Nếu mà anh lên đến nơi trước thì thấy cắt chỗ nào rồi em phát nhá. Em bên đấy em không biết cam nó như đi như nào. Đấy là thằng kia. Đấy. Hôm nay là rất là vội. Quay cây gốc nhạn như nào? Anh thức vận xe cái này đi. Hồng Ngọc Mai thì Hồng Ngọc Mai kia cơ. Ông Nhạn này, ông Nhạn. Bên Bắc thức lắm mà không có cái đẹp. Hồng Ngọc Mai bán bao nhiêu đấy hả ông? 4 triệu. Đây cái xin này à? Lấy đi bác, cây đấy hay đấy. Không về rồi, vẫn còn có người cái xin này. Cây đấy hay đấy, lấy đi. Cái 4 triệu mà. Bán rồi gì không? Lấy đô lấy đi. Đấy, được đấy. À mang cây mai dán nàng ra hảo không đi nổi. Cái gì? Cây hồng của mai. Thân bằng cái bằng này này. Cao 20 phân. Vội ơi. Hảo không đi nổi. Cây đấy đẹp. Bán tiền gì bán? Anh như mày nói giá 10 triệu à? Người khác như mày phải nói đến 17 triệu. Mức độ nào? 17. 10 triệu. Đấy. Thổi rêu rồi. Đang định lấy rồi nhưng mà cứ nhường các bác đã. Thôi để nhường tranh trước. Giờ này cứ hay gặp si chết dở. Không phải lấy cái xe nam nhìn được. Cái nào ông đấy duyên lên tôi đi. À thì mới bé gì ạ? Mặt em xinh xinh cho nên mất nó dài. Mất 20 khác nhưng mà đây những người muốn mua 20 triệu. Cái chỗ người ta bán như thế. Mua được thì mua. Non mà. Cây non á. Thế nhưng mà thôi. Lúc ấy biết làm nào. Rẻ hơn nó 3 triệu. Kết hợp tổng làm bất mất tí. Chán. Nói chung là chỉ để chơi thôi. Chán bất bình thường. Để đây, chơi thôi. Cây này không còn là cái đẹp nữa. À, bắt được cái si nữa cả. À đây. Hay quá. Hay quá. Đây, tay chuột. Tay chuột. Quá. Được, có tiết lộ giá không? Con này là bao nhiêu đấy? Mua bao nhiêu? Mua chỗ nào đằng kia? Mua đằng này. Đằng kia bây giờ không có cây nữa. Không đâu. Có cây. Hay anh quá. Mua em để nhường lại cho anh đây. Em lại không thích. Anh thích kìa. Em lại không thích tay chuột. Không thích tay chuột. Si tay chuột mới gọi là si đẹp. Cái này trông thấy quái đây anh ạ, à, càng nhìn nét cái càng quái. Con này mà có cái ai nhìn thuần đi nhìn cái không thấy chân này. Cái này mà em trọng cũng không đến. Cũng được sáng rồi. Cái này em nuôi 15 bác à, em cây này bật phá nó hơi bị đẹp đó. Đây nó được cái bộ tay của nó lắc lẽo đẹp. Nhìn thấy cái cây này. Ôi rồi anh lấy cái cây quay lên cây định được cái chứ. Cái gì ấy? Cái xí. Vâng, cũng lấy ở đây thôi. Mặt hàng này đây. Bác đang bắt tình lắm. Nốt cây này đi. Vâng, cây này không thích, chỉ cần một từ sáng. À thế à? Không vào mắt. Một cây năm liền rồi. Sáng chung kết được giá bao nhiêu chưa?
nhiều người nhưng mà xin phép chị ai đã không chết. À không, đã bán đâu nhưng mà, ừ, nhưng mà cái này dạ. Nhiều người ra này giá cuối cùng mong muốn là bao nhiêu? Này gì? Đây à? Này thì phẫu hóa là được thôi. Đây là trước tiên về xử hai cái này. Cái này, cái này. Cho nó thoát, cho nó thoát cái chỗ này. Đúng rồi. Được cái là nó sạch cây, nó chụp chậu rồi. Nó nhìn nó sạch sạch. Nói chung là được, tín đồ mini là được. Mẹ lấy mất rồi à? Quên béo. Yeah. Đấy mà bà chung kết đi để anh lấy về. Đang định quay tí để trả tiền. À, đây là anh vừa điện. Đâu? À thế à? Sao ông lại biết? Anh đi Sài Gòn. Ông nào báo ông ấy mà lại biết? Chắc là anh Tân. À thế. Ồ nhẹ. Bắt ngày thế. Con đây chẳng mua vô là nói tuyên con này. Nói đây. Riêng nói về con này chết. Chất nó quá chất luôn. Đang định nán lại để chút đây. Vài triệu bạc nó nghĩ ra nói thôi nhưng mà này. Để mà nói kiếm được con xì như này cũng đơn giản một chút nào. Đang định nán lại để suốt thôi. Mình mua được con này là mình cũng có duyên với nó đấy. Chứ không phải là mà ai mua được đâu. Được, con này có duyên rồi gì? Không, cái này thật sự mà nói với chị này, hôm nay em mang đi là em để em kiếm cái chậu cho nó vừa vặn thôi. Chứ cũng không nghĩ là có ấy đâu. Đó. Tôi bớt lấy cây để làm đấy. Cho nó vui thôi. Chứ không phải là... Đang sớm ra lô này rồi cứ loanh quanh đây để xem. Đấy. Chứ còn đi chợ thì mang đi chợ là muốn bán thì kiếm được mấy đồng chứ. Mấy ông ấy mua bán cho mình là ông không bán đắt, cứ để cho ông. Để cho công khác. Anh em đã, nếu mà chỉ cần 5 phút nữa không. Không lẩu cái là mình mua luôn. Đấy. Lúc ấy là không trách được mình rồi. Là là cắt chú lên cả người, một người nó ngay. Xi này thì nó chụt nhanh lắm. Làm chính viên trong nhiều thì cái bút hồng này rất mà nói luôn là rất nhanh. Nhưng con này tuổi nó có tuổi. Mua toàn bị thịt bác cả. Mua đi mua xa toàn bị thịt đấy. Đúng rồi, đấy bán cái xi này thằng cái bạn kia nó cũng bảo là nếu mà ấy thì tôi lấy 8 triệu tôi lấy mà cái làm thế nào được cho nó ở giữa chợ đúng không? Đúng. Và bây giờ mua nó là cái duyên, ai mua được quan trọng là ai mua đầu tiên. Đấy. Đúng không ạ? Cái xi này đẹp quá mà có người lấy mất rồi. Bao tiền? Chả biết được bao nhiêu. Chắc cũng ngót chục. Đấy, từ sáng giờ ra cả chợ hôm nay có mỗi cái này. Định đi rồi đấy nhưng mà thấy cái này lại quay lại. May đang bận. Thôi, để bên khác. Sang lại kiếm nó cây khác. Mình thì hay bán được cái nó hay bán tầm sớm. Được. À. Bởi vì người thợ cho nên nó như thấy cái là giá cả hợp lý nó múc ngay. Đúng rồi, nó không phải là lấy tất cả. Đó, nó vào mắt rồi thì cứ thế mà bê thôi. Thôi thì cất đi cho đỡ hỏi nhiều. Đấy. Hôm nay là chiều anh ở Sài Gòn về anh thay chậu. Xem Zalo à, xem quả ảnh à? Ừ. Anh bắt gọi người ảnh cho. À. Được, mấy ông đấy lấy được. Cái của anh Tuyền Béo. Không nó được. Nhưng mà nó là con được. Không được. Nói là bỏ cái đồng tiền ra 6 7 triệu hay là mà phải cho. Được. Con này làm một đỏ nữa, con này mang đi chơi. Nhiều người phải ngước nhìn nó, phải đâu. Cái này thì dễ làm. Có nhiều loại lắm. Cái búp mà nó trắng trắng là tung tuyết, tung xa. Còn cái không có búp trắng thì là tung tối. Đó cũng tùy cây, cái cây nào mà nó. Em chị anh Minh ơi. Hả? Em chị ơi. Vừa nãy lại tưởng bác này bác lấy. Thế là thôi. Dặn rồi là tuổi ta nó được thì nó giá nó cao nó rồi. Rồi, rồi. Thôi cất thôi. Tiếc đấy. Nó cũng chẳng tiếc vì mình cũng có tiền sẵn rồi. Rồi một cái cây như giờ ơi.
không phải những giờ thuê mà là cái lúc cái mình sẵn đồng tiền thì vung ra. Ôi cắt. Hôm nay mà ví dụ anh mà về mà anh không lấy thì là anh để cho à, thế à? Đấy là nói nghiêm túc, còn đâu chiều anh về anh bảo anh không lấy thì là anh sẽ nhường lại cho. Okay. Đấy là nói chân tình. Rồi hiểu. Không phải là bảo lấy người nào hơn hay là ai hơn, nhưng rồi, em biết. Thật sự là đấy, nói chân tình. Rồi. Ví dụ đây là anh nhìn xem của anh bảo là chú mang vào trong kia chiều anh về anh lấy. Thì nếu mà anh mà không lấy thì cũng lại là bảo là người ta mua hơn. Vâng. À không, mình vừa nãy em đã ấy đâu. Đã. Ừ thì đấy mới chỉ bảo là như thế đúng không? Rồi. Nếu mà anh mà bảo là không lấy con này thì anh để lại. Ok. Vâng. Mình chi anh. Ừ, rồi cất thôi nhỉ. Đâu này.